shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với chế độ save và trượt. Chế độ lâu lắm rồi thì mình chưa có chơi lại anh em ơi. Cái đậu xanh, mình ngáo hả em ơi? Mình ngáo hả em ơi, thử kia mày đứng lại. Đứng lại mày, đứng lại mày. À đủ, nhây nhỉ vỡ đầu chưa? Và đây nó là cái súng móc nha anh em ơi. Các bạn có thể là di chuyển từ căn nhà nọ sang căn nhà kia bằng cái khẩu súng này. Cũng như là các bạn có thể di chuyển từ những cái tường gạch này sang những cái tường gạch kia, ok. Ngoài ra thì có thể là di chuyển linh tinh giữa những cái khu vực khác nữa. Nói chung là chỗ nào nó hiện tâm thì anh em sẽ di chuyển được. Còn nó hiện dấu X là các bạn sẽ không thể di chuyển được nha anh em ơi. Đây nó là cái bom gạch anh em ơi. Thì các bạn có thể là dễ dàng xây dựng bom gạch và leo lên leo xuống các kiểu. Nếu mà anh em nào đã chơi cái chế độ xây và trượt này rồi thì anh em chắc chắn là không còn lạ lẫm gì phải không nào. Quan trọng là ngày hôm nay thì những anh em nào mà chưa biết thì cũng sẽ cùng kẹo trải nghiệm cái chế độ này nha anh em ơi. Giới thiệu sơ qua với anh em một chút, đó là hiện tại thì game Free Fire đang có cái event 20 tháng 10 chơi một chút và loot full quà anh em ơi, các bạn nhớ tham gia nhá. Được rồi này, lên trên nóc nhà nhưng mà có lẽ là mình nhảy hơi fail. Lúc nãy là hơi fail một xíu thôi. Thì các bạn di chuyển từ cái nóc nhà này sang nóc nhà kia nó rất là dân chơi, giống như kiểu là ninja. Khi mà anh em chơi trong chế độ save và trượt này, một chế độ giải trí khá thú vị mà sắp tới thì nó sẽ lại được thêm lại vào phiên bản OB18 nha anh em ơi. Chứ còn là OB17 bây giờ hiện tại anh em đang chơi thì nó đã khóa cái chế độ này rồi. Nó không hiển thị để cho anh em có thể là chơi được cơ mọi người ơi. Đấy, thì đây nó là cái bom gạch anh em ơi đấy. Các bạn có thể là xây dựng lên và nằm xuống để núp chẳng hạn này. Thì cách chơi nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Hiện tại thì kẹo đang chơi trên server thử nghiệm nên là có lẽ là nó sẽ hơi bị ít người chơi. Đấy, nên là các bạn thấy không? Chạy mãi nhưng mà không thấy ai. À được rồi, nếu mà anh em lên phía trên một xíu này thì trên này nó là cái khu vực cổng chờ nhá. Hôm nay thì có lẽ là mình sẽ test thử xem là đối với cái súng móc thì anh em có thể trèo lên cây được hay không này. Nói chung là test game vui vẻ thôi các bạn ơi, chứ còn là ngại gì đâu hả anh em ơi. mọi người thấy video của mình hay đừng quên là hãy nhấn nút like cũng như là chia sẻ video. Đừng tiếc một lượt chia sẻ nhá. Thì kẹo rất là cảm ơn những tấm lòng của anh em. Đây này anh em, đó anh em bám vào tảng đá các thứ cứ phải gọi là vô tư này. Kể cả là bám vào cây mình nghĩ là cũng được luôn này. Nhưng mà chẳng qua là anh em có đứng được trên ngọn cây hay không thì nó lại là một cái vấn đề khác. Đậu xanh, ui, lên ngọn cây rồi nhưng mà nó lại bị tuột xuống. Đây anh em ơi, anh em ơi. Nó cũng khá là khó chơi phết anh em ơi, nó không đơn giản đâu. Đây này, thử lên ngọn cây coi anh em ơi. Lên ngọn cây này, đậu xanh, không có được. Anh em bám lên cho vui thôi anh em ơi, chứ còn là anh em không đứng được ở trên ngọn cây. Chứ đứng được ở trên ngọn cây thì phải gọi là quá là vui luôn anh em ơi. Không còn gì có thể là vui hơn được nữa này. Let's go nào. Bắn phát nữa chơi anh em ơi. Lên ngọn cây. Ten ten. Không thể lên. Hơi chán. Mình tưởng là nó có thể lên được ngọn cây cơ nhưng mà nó lại không lên được. À trên này có một cái biển quảng cáo này. Có thể chúng ta sẽ lên trên này chơi thì nó cũng vui đây. Chủ yếu là hôm nay học làm ninja leo trèo thôi anh em ơi. Đây, anh em đứng gần lại, các bạn bật cái móc lên này. Khi mà vẫn còn dấu X thì anh em sẽ không thể leo lên được nha. Đây đây đây, có tâm rồi này. Có tâm thì bắn vào lên nào. Ui dồi ôi, lên thẳng phía trên luôn anh em thấy ngầu chưa? Mình nghĩ nếu mà đấu rank mà thêm cái súng móc này vào trong game thì công nhận là ngầu phải biết luôn anh em ơi. Chơi game nó lại thú vị vãi cả trưởng ra, tôi thề với anh em là như vậy luôn. Không biết là anh em cảm nhận thế nào chứ súng móc này mà anh em thêm vào game này là chơi vui mà các bạn ơi. Nhưng mà trên cao này khi mà anh em nhảy xuống thì anh em không có gì để móc cả, nó hơi khoai. Khoảng cách nó hơi xa này là súng móc nó không được kích hoạt. Chán quá nhở. Hay là mình thử nhảy xuống ngay bên dưới đây coi. Ui vãi cả trưởng, nhảy xuống con luôn. Ui, 5 máu, số nhỏ thế. Hỏng hết cả mình kẹo thôi. Bên trên này nằm xuống quần máu cho nó an toàn, không là mình sợ bị chúng nó bắn anh em ơi. Bị chúng nó bắn là lên bảng điểm số luôn chứ không phải nói nhiều đâu. Đấy, cứ nằm đây mà cuốn máu thôi. Được rồi anh em ơi. Ok, let's go. Ui thằng nào kia, quay lại, mày tính chạy với anh à? Mày tưởng chạy với anh mà dễ à? Được rồi, coi chừng đi em ơi, coi chừng nhá thằng quần trắng. Mày đứng lại cho anh thằng quần trắng này. Nó định chạy à? Nó định chạy anh em ơi, mày láo này, đổ cái nón
này, đội nón này là nón BD nha anh em, mấy thanh niên BD nha. Lại còn đi cả dép tung nào nữa thì anh sợ chú quá đây. À được rồi anh em ơi, tranh thủ rút thêm máu này. Thằng này thì nó có nhiều máu lắm. Ui rồi bom gạch các kiểu luôn, không thiếu bất cứ thứ gì anh em ơi. Tha hồ mà rút đồ luôn anh em ơi. Này, anh em thấy đã chưa? Và cái điều quan trọng là chắc là mình sẽ ngồi đây quần móc cái đã, xong là lại quay lại cái xác của nó để rút thêm đồ cái anh em ơi, sẵn sàng cho những cái cuộc chiến đấu tiếp theo. Đấy, ok 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 đây. Sao bên sao nó lượm thêm bom gạch chơi chơi anh em ơi. Đấy, rất là nhiều bom gạch luôn anh em ơi, thoải mái bom gạch cho anh em lựa luôn này. Trời ơi đã ghê. Anh em thì đã ghê chưa? Đúng rồi, tầm này là lên xe nào anh em ơi. Lên xe nào anh em ơi. Xe ta bon bon trên sóng bon bon. Xe không kính, có phải là vì xe không có kính mà là bom giật bom rung thì kính nó vỡ đi rồi. Bom giật bom rung thì nó hơi sai thì anh em thông cảm, để bảo bom giật bom rung gắt thật. Chắc chắn là anh em đã nghe được cái bài tiểu đội xe không kính rồi đúng không? Còn đây là có một mình đôi xe không kính thôi. Thôi thì bây giờ xem lên cái thung lũng này, mình tự nhiên mình nảy ra một cái ý tưởng. Đây là mình sẽ thử trèo lên cái tháp thung lũng coi anh em ơi bằng cái súng móc. Đây, thì nó bị hạn chế anh em ơi, tức là các bạn có thể là câu lên đây thôi. Ồ, lên được luôn anh em ơi, không bị rụng nè. Vui ghê, lên nữa nào. Ui, nó bị trượt. Nó không có gì hãm lại anh em cả, nó bị trượt. Đậu xanh nó bị móc. Nó bị mắc. Mắc lại rồi anh em ơi, mắc lại rồi. Thế này là hơi khó chơi. Ui dồi ôi, tự nhiên nó lắp anh em thông cảm nhá. Tự nhiên là hơi bị khó chơi rồi anh em ạ. Thế này hơi khó chơi nhá. Đấy anh em không lên được. Không biết là bây giờ phải làm như thế nào đây anh em. Mình đang cố gắng mình lên trên cái nóc của cái tháp thung lũng này mà dùng cái khẩu súng móc không thì nó lại hơi bị khoai. Không biết là chúng ta nên làm gì đây anh em ơi, nhảy cái kiểu này thì cũng hơi fail này, khá là khó khăn. Ok các bạn, sau một hồi khá là lâu thì đậu xanh, mình đã nghĩ ra được một cái ý tưởng. Vãi cả trưởng thằng nào ở dưới kia. Mày liệu hồn vãi nha, kìa. Nó ngay ở dưới. Láo vãi. Đây thì mình sẽ lên trên này cái đã anh em ơi, xong rồi chúng ta sẽ bay lên trên này anh em ơi. Khi mà đến độ cao nhất định thì anh em sẽ móc thẳng lên cái tháp thung lũng. Cứ kệ đi, bay lên tạm chỗ này nha anh em ơi. Đấy, khá là good rồi nhá. Quan trọng là anh em sẽ dựng cái kiểu này nha anh em ơi, lên nào. Lên nữa nào, đấy. Cứ như thế này là anh em mình nghĩ là sẽ lên được cái tháp thung lũng thôi. Cái này nó đơn giản mà anh em ơi. Đấy, ui dồi ôi, móc phát là lên luôn chứ. Ui, bị tụt anh em ơi. Cái này thì chắc là mình sẽ phải dựng thêm một cái khác thôi. Một cái nó thấp hơn xíu, chứ còn là cao quá thì súng móc của chúng ta anh em leo lên nó hơi khó khăn đấy. Nó không dễ chơi như mình tưởng. À được rồi, nhưng mà anh em yên tâm, rảnh rỗi thời gian kiểu gì cũng lên được cái tháp thung lũng luôn. Tôi không nói sai với anh em làm gì cả. Mình sẽ dựng có lẽ là hơi xa xa ra xíu. Nhưng mà tầm này nó bị ngắn lại rồi anh em ơi. Khó phết nhỉ. Ok đây. Dựng pha này lên luôn này. Lên luôn này. Úi dồi ôi, ngon chưa anh em ơi. Lên luôn phía trên rồi nhá. Được rồi, mình nghĩ là tầm này anh em nhảy thẳng lên thì hơi khó. Chúng ta vẫn phải dựng thêm một cái nữa anh em ơi. Nhảy tầm này lên cũng được. Ok, cứ dựng đại một cái nó chéo chéo một tí đi anh em ơi, thì các bạn mới có thể là nhảy lên được nhá. Đây, Hợp lý rồi. Úi dồi ôi, ngon chưa đã bảo với anh em rồi mà. Vậy là các bạn có thể lên được cái tháp thung lũng dễ dàng với súng móc và một số những cái quả bom gạch nha anh em ơi. Anh em sẽ không tốn quá nhiều bom gạch đâu. Mình tính là chắc là hết tầm khoảng 9 quả bom gạch thôi, không nhiều đâu. Đấy là mình còn xài hoang phí, còn nếu như mà anh em xài tiết kiệm thì nó sẽ được lâu hơn. Tầm này chả biết xuống như nào, tôi có lẽ là nhảy xuống đây anh em ơi. Ui, quá đà. Vãi cả trở rồi, ui 10 máu. Sợ thế, quần máu. Quần máu lẹ anh em ơi, không đai bây giờ, chúng nó bắn cho thì đừng hỏi tại sao, đừng buồn luôn. Ok, mình sẽ quần máu cho nó full luôn anh em ơi, chơi game tự tin nào. Chứ máu không full là chơi game công nhận là kém tự tin đi hẳn luôn, tôi thề với anh em là như vậy luôn. Được rồi, có đúng một tí máu. Chắc là ra xe xong quần máu xem thằng nào chạy láo nháo là săn cho nó luôn anh em ơi. Còn có hai đứa thôi à. Ok. Let's go nào, mình có siêu xe mà anh em cứ lấy siêu xe mà chạy lo gì đâu. Được rồi, let's go, chúng ta lên đường. Chạy thẳng qua phía này thì anh em thấy ai chưa? Ui, lag, ping cao. Khổ lắm, ping cao đâm ra lại lag. À đây, trận này có ADTM này, lấy khẩu này chơi luôn này.
Anh em gọi nhanh là khẩu AM hay là ADUC cũng được, chẳng vấn đề gì cả. À, được rồi. Then, có lẽ là mình sẽ di chuyển qua đây đi anh em ơi. Di chuyển qua đây xíu đi. Lượn lờ quanh đây cái con nào. Bo thì nó đang thu lại rồi anh em ơi. Đứng tạm chân này đi. Let's go. Ui dồi ôi, có súng móc chơi game sướng hẳn luôn. Nhưng không biết bao giờ súng móc nó mới được thêm vào đấu danh nữa. Thì anh em chơi game nó cực kỳ là pro anh em ạ, cực kỳ là chất chơi luôn. Súng móc này giúp cho anh em leo trèo hiệu quả luôn này. Đấy, leo trèo phải gọi là như ninja luôn anh em ơi, như một nhẫn giả luôn, mình nói không sai mà anh em. Cái này hơi vấp tí anh em không di chuyển được. Thằng nào kia. Đúng rồi, AWM đây rồi nhá, coi chừng. Nhảy xuống anh em ơi. Nhảy xuống rồi là cho nó vỡ đầu nha thằng kia. Làm gì vậy Hải ơi? Úi dồi, làm gì vậy Hải em ơi, vỡ đầu. Xong luôn, nó easy vãi cả trưởng ra anh em. Bây giờ là còn đúng thằng cuối này, 1-1 này, anh em này lên xe đi. Có lẽ chúng ta nên lên xe vạt cuối cho nó dễ. À kia thấy rồi. Thôi xong. Chú hiệu hồn với anh nhá. Chú hiệu hồn với anh luôn nhá. Đứng đấy làm gì? Làm sao? Lên bảng đi. Úi trời ơi, cầm súng. Nhìn cái kiểu cầm súng đã thấy ghét rồi anh em. Tên quẩy nào. Tôi một luôn rồi. Bo ra luôn anh em ơi. Mọi thứ nó khá là easy. Được rồi. Lên phân nữa nào. Không được anh em. Và chắc là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em nha, bye bye.